bị kiện về quyền riêng tư, Google trả 391 triệu đô la Mỹ để dàn xếp. 40 bang ở Mỹ buộc tội Google khiến người dùng lầm tưởng rằng tính năng định vị trên thiết bị của họ đã được tắt và Google đã phải chi 392 triệu đô la Mỹ để dàn xếp vụ kiện tập thể này. Theo BBC, 40 bang ở Mỹ đã buộc tội Google khiến người dùng lầm tưởng rằng tính năng định vị trên thiết bị của họ đã được tắt nhưng thực chất lại bị hãng công nghệ khổng lồ này thu thập dữ liệu vị trí cá nhân. Tổng trưởng lý bang Oregon Ellen Rosenblum, người đứng đầu vụ kiện, cùng với tổng trưởng lý bang Nebraska Doug Peterson, nhấn mạnh, trong nhiều năm, Google đã ưu tiên lợi nhuận hơn quyền riêng tư của người dùng. Theo bà Rosenblum, người dùng lầm tưởng rằng đã tắt chức năng định vị trên Google nhưng hãng công nghệ này vẫn tiếp tục bí mật theo dõi và sử dụng thông tin thu thập được cho mục đích quảng cáo. Về phần mình, Google cho biết các cáo buộc đều nhằm vào các tính năng của sản phẩm vốn đã không còn được cập nhật từ nhiều năm trước. Hãng khẳng định sẽ cung cấp thông tin chi tiết hơn về hoạt động theo dõi. Trước đó, hồi năm 2018, hãng tin AP đăng tải bài viết cáo buộc Google theo dõi người dùng ngay cả khi họ đã chọn từ chối định vị. Diễn biến mới nhất đến trong bối cảnh mới vừa tháng trước Google đã đồng ý trả cho bang Arizona số tiền 85 triệu đô la Mỹ cũng về các vấn đề tương tự liên quan đến cách thu thập dữ liệu vị trí cá nhân.